Minasan konnichiwa. Nguyễn Ngữ Hoa Sen xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại ngày hôm nay cùng với Nhung để chúng ta đi tới một bài học mới. Hôm nay chúng ta sẽ học danh từ 1 tô cả, danh từ 2 tô cả. Ý nghĩa của nó là chẳng hạn như là danh từ 1 hay là danh từ 2. Ví dụ như ở đây chúng ta có ramen tô cả, soba tô cả, otabemas, tức là ăn cái gì đó chẳng hạn như là mì ramen, chẳng hạn như là mì soba. Ví dụ như chúng ta có siêu ma trừ thì chúng ta sẽ làm cái gì nào? Như là dọn dẹp soji tô cả, hay là sentatu tô cả, tức cuối tuần thì làm nào là dọn dẹp, chẳng hạn như là giặt đồ. Soji tô cả sentatu tô cả oshimas. Savishi toki, khi buồn thì sao? Khi buồn thì bạn muốn uống gì? Nomitai desu. Khi buồn thì bạn muốn uống gì? Ocha tô cả, kohi tô cả, nomitai desu. Khi buồn thì tôi muốn uống chẳng hạn như là trà, chẳng hạn như là cà phê. Cảm ơn các bạn đã cùng Nhung học mẫu ngữ pháp tô cả ngày hôm nay. Đây là một mẫu ngữ pháp rất đơn giản phải không nè, nhưng các bạn cũng nhớ làm bài tập để chúng ta có thể ôn luyện lại nha. Hay ina sẵn sẽ đi hôm nay đang ngày tay ma sô.